Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn. Chiến dịch Hồ Chí Minh từ 26 đến 30 tháng 4 năm 1975 đã là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng để rồi từ đó làm tan rã toàn bộ chính quyền, quân đội, cảnh sát, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong một thời gian rất ngắn, ta đã kết hợp chặt chẽ việc tập trung lực lượng ưu thế tiêu diệt các sư đoàn chủ lực của địch, cơ động ở tuyến phòng thủ vòng ngoài và thọc sâu bằng binh đoàn đột kích lớn cơ giới hóa và trung tâm thành phố đánh chiếm ngay năm mục tiêu quan trọng then chốt đã được lựa chọn. Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, Dinh Độc Lập, Biệt Khu Thủ Đô, Tổng Nha Cảnh Sát, Sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là sự sáng tạo trong vận dụng cách đánh chiến dịch của ta, khác hoàn toàn với mọi cách đánh chiến dịch tiến công trước đó. Ta đã kết hợp ngoài đánh vào trong đánh ra, kết hợp quả đấm mạnh của các binh đoàn chủ lực với đánh nhỏ nhưng hiểm của các lực lượng địa phương làm cho địch bị phân tán chia cắt, tổ chức phòng ngự của chúng mất hiệu lực và nhanh chóng tan vỡ. Chiến dịch Hồ Chí Minh có thể được xem là một điển hình về hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các binh chủng, quân chủng, sự kết hợp trên quy mô lớn giữa tiến công quân sự và nổi dậy của quân chúng, đòn quyết chiến chiến lược táo bạo, kịp thời chính xác, kết thúc chiến tranh. Thực hiện được sự hiệp đồng tác chiến như vậy là một bước tiến mới về nghệ thuật chiến dịch của ta trong chiến tranh các mạng. Thời gian vừa qua, sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa chính phủ với quốc hội đã bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, góp phần vào quá trình phát triển của đất nước trên tinh thần, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết. Một điểm nhấn đặc biệt của sự phối hợp là gần đây, Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có cuộc làm việc về chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành Kết quả của cuộc làm việc cho thấy tinh thần cầu thị trách nhiệm, phù hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan để cùng tìm giải pháp phù hợp nhất với tình hình và đạt được thống nhất. Đây cũng là kinh nghiệm quý báu trong giải quyết công việc của cả hai cơ quan cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội luôn sẵn sàng lắng nghe, xem xét cho ý kiến về các vấn đề với tinh thần chủ động từ sớm từ xa để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực hết sức quan trọng này. Theo đánh giá của các chuyên gia, nền kinh tế đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng, cộng đồng doanh nghiệp từng bước phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, cùng với chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ và các bộ ngành chức năng đều doanh nghiệp mong mỏi lúc này là hệ thống tổ chức tín dụng xem xét tiếp tục giảm lãi suất cho vay 2 đến 3% năm đối với tất cả các khoản đang phát sinh và các khoản vay mới. Các chuyên gia kinh tế nhận định đà phục hồi của nền kinh tế khiến nhu cầu tín dụng sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Chính sách hỗ trợ lãi suất cũng sẽ kích thích nhu cầu vay vốn khiến tín dụng tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thể hiện quan điểm xuyên suốt là tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, trong khi sẽ kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng chảy vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán và các dự án BOT. Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tính đến hết tháng 3 2022, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 5,04%, gấp hơn 2,3 lần mức tăng cùng kỳ năm trước 2,16%. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được quản lý chặt chẽ. Điều này cho thấy nền kinh tế đang phục hồi tích cực, chứng tỏ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ đang rất hiệu quả giúp đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi trở lại tốt hơn. Thời gian qua có nhiều vụ án bị khởi tố do cán bộ làm trái các quy định của luật pháp, nhiều dự án công trình rơi vào cảnh dở dang hoặc không hiệu quả, hậu quả là thêm gánh nặng lên ngân sách quốc gia làm tốn hao tiền thuế của người dân. Ngoài nguyên nhân là một bộ phận cán bộ suy thoái, lợi ích nhóm lấy cái chung phục vụ riêng tư, còn do nhiều cán bộ có quyền quyết định lại yếu kém năng lực về quản lý tài chính. Thực tế cho thấy không ít người đứng đầu cơ quan hành chính hoặc cơ sở dịch vụ công quyết định chi tiêu hàng năm từ hàng chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng nhưng rất thiếu tri thức về kinh tế tài chính nên dễ dẫn đến sai phạm. Ở các cơ sở dịch vụ công như trường học hay bệnh viện, đổi mới quản lý tài chính không thể đơn giản chỉ là các nguyên tắc phân bổ tài chính từ ngân sách nhà nước và chi tiêu theo những định mức chặt chẽ do nhà nước ban hành mà còn phải là những hoạt động đào tạo xóa mù tài chính cho những người đứng đầu các cơ sở này nhằm tiêu đồng tiền ngân sách một cách thông minh và đúng luật pháp. Kinh nghiệm cho thấy những cơ sở giáo dục hoặc y tế có người lãnh đạo am hiểu về tài chính thường có điều kiện phát triển rất tốt trên cơ sở huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả từ xã hội. Ngược lại, các đơn vị được sao cho những người non tay, thiếu kinh nghiệm, thậm chí mù về quản lý tài chính thì khó tránh khỏi thất thoát hoặc đơn vị y ạch không phát triển. Chúng ta nói tiết kiệm là cốt sách, nhưng trong thực tế chúng ta đã khá lãng phí khi sử dụng nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn năng lượng, tài nguyên, thời gian và cả không gian. Như ngày gần đây, thông tin nhiều học sinh lớp 9, lớp 12 có học lực yếu kém bị nhà trường vận động yêu cầu viết cam kết đơn xin không thi vào lớp 10, thì tốt nghiệp trung học phổ thông đang trở thành tâm điểm của dư luận. Các trường được sướng tên trong việc vận động học sinh thì cho rằng không hề có việc ép hay vận động các em không tham gia các kỳ thi, hoặc nếu có thì những hoạt động này cũng nhằm tư vấn hướng nhập phân luận học sinh theo đúng chủ trương của nhà nước. Tuy nhiên, thực hư chuyện vận động vì hướng nghiệp hay để đảm bảo thành tích của nhà trường là câu hỏi được dư luận đặt ra sau những sự việc này. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 8 cho rằng học tập là quyền của mọi người, mọi trẻ em đều có quyền được học. Nội dung này được quy định rõ ràng trong hiến pháp. Việc các nhà trường hướng nghiệp là đúng đắn nhưng cần để học sinh tự nguyện, căn cứ trên nguyện vọng và năng lực của học sinh, không thể vì học lực yếu mà vận động định hướng để các em không tham gia các kỳ thi. Nhìn một cách toàn diện vấn đề căn nguyên của việc vận động học sinh không tham gia các kỳ thi có thể xuất phát thực từ lòng tốt của thầy cô, hiểu rõ năng lực của học sinh, mong muốn các em có định hướng tốt hơn, nhưng cũng có thể đằng sau việc vận động đó là nỗi sợ ảnh hưởng đến thành tích của một số lãnh đạo các trường. Những chỉ đạo này hầu hết là chỉ đạo miệng, không có văn bản để làm rõ thực sự khó. Hơn ai hết, chính những người trong cuộc sẽ tự hiểu rõ nhất có chỉ đạo hay không, có vì thành tích hay không. Tôi tha thiết mong rằng các nhà trường thầy cô hãy vì lợi ích, sự phát triển của học sinh, tạo cho các em ước mơ khát vọng để các em hiểu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần vươn lên. Ưu tiên trong tuyển sinh là hướng đến sự công bằng với các thí sinh ở mọi miền đất nước, nhưng xem ra mục đích này chưa thể thực hiện được suốt mấy mươi năm qua khi năm nào cũng có những tranh luận về chính sách ưu tiên. Ưu tiên trong tuyển sinh là một chính sách nhân văn vẫn nên duy trì đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cuộc sống hiện nay có quá nhiều thay đổi nên cần phải điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Thay vì cộng điểm, có thể thực hiện chính sách học bổng toàn phần suốt quá trình học cùng rất nhiều hỗ trợ khác cho thí sinh ở vùng khó khăn khi trúng tuyển vào đại học như cách mà nhiều nước đang thực hiện. Có thể tách bạch chỉ tiêu riêng cho hai nhóm thí sinh, nhóm có điểm ưu tiên và nhóm không ưu tiên chứ không nên chen ngang như hiện nay khiến cho người có điểm cao hơn vẫn rớt. Thực hiện điều này sẽ có một công đôi việc khi còn ràng buộc thí sinh nhóm ưu tiên sau khi tốt nghiệp trở về địa phương làm việc để phát triển nhân lực cho địa phương. Sự tranh lệch các vùng miền hiện nay cũng đã không còn quá cách biệt như trước đây. Công nghệ đã dần xóa nhòa khoảng cách giữa các thành thị và nông thôn trong tiếp cận thông tin nên phân chia khu vực cũng cần được sắp xếp lại. Công bằng trong tuyển sinh là người giỏi hơn sẽ được chọn. Nhưng cách làm hiện nay vô tình người chưa đủ năng lực vẫn trúng tuyển. Hậu quả là chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai sẽ khiếm khuyết gây mất niềm tin trong xã hội. Thời gian gần đây, nhiều hiện tượng mạng xấu xí nhảm nhí được lăng xê, thậm chí kiếm được thu nhập khủng dù không có bất cứ tài năng gì. Thực trạng này đang đặt ra nhiều lo ngại về việc định hướng và phát triển các giá trị văn hóa trong xã hội hiện đại. Theo chuyên gia xã hội học, một số hiện tượng mạng nhảm nhí xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt dưới sự phát triển của mạng xã hội, nhất là TikTok một cá nhân với ngoại hình xấu lạ hành vi lệch chuẩn dễ dàng trở thành xu hướng chỉ để mua vui rẻ tiền phục vụ sự tò mò của công chúng sau những hiện tượng giang hồ mạng như khá bảnh dương minh tuyền hay nguyễn phương hằng sự xuất hiện của thông soái ca tiếp tục gây bão cộng đồng mạng tuy nhiên không ít trong số các hiện tượng mạng có sự xuất hiện của một nhóm người có tổ chức tương đối bài bản họ tạo dựng nên nhiều kế hoạch chi tiết hình ảnh vì một người nào đó với những đặc điểm đi ngược lại với vẻ đẹp truyền thống hay chuẩn mực văn hóa xã hội để làm định hướng truyền thông những người làm truyền thông cần tư duy sạch hơn có những định hướng nghiêm túc và đúng đắn trong việc mang ảnh hưởng những nội dung của mình đến với công chúng và tác động xã hội ngoài ra đối tượng tiếp nhận cần biết tạo dựng bộ lọc thông tin của riêng mình cần phân biệt được những nội dung nào là do cố tình làm sai làm lệch để tạo sự chú ý từ đó có thái độ phản ứng rõ ràng không đi theo trend không ca ngợi hay lan tỏa thông tin sợ độc đặc biệt lực lượng chức năng trong thời gian sắp tới sẽ cần can thiệp nhiều hơn vào vấn đề này thậm chí có thể xây dựng những quy định mới với việc sản xuất nội dung và xác minh danh tính trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm báo của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.